Đây là một thiết bị dùng để đo tốc độ vòng quay của động cơ và mình thường hay sử dụng nó để đo tốc độ vòng quay của bánh xe sau khi mà mình độ bất cứ một con xe nào. Thiết bị này sẽ giúp bạn biết được là bánh xe của mình quay được bao nhiêu vòng trên một phút. Người ta ký hiệu nó là RPM. Nhưng với thiết bị này á, các bạn sẽ không thể biết được số km trên giờ là bao nhiêu. Nên sau khi mà mình đo và biết được số RPM rồi thì mình phải ra thực tế kiểm tra lại với GPS thì lúc đó mình mới biết được con xe của mình chạy được bao nhiêu km trên giờ. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một thiết bị để đo được số km trên giờ sau khi đã độ xong mà không cần phải test thực tế. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình IST RC. Để đơn giản quá thì các bạn sẽ mua cho mình một con FB và một cái kit của FB32 nha. Nó trông như thế này. Sau đó thì mình sẽ tiến hành nạp code luôn cho nó. Và đây là phần code. Các bạn làm theo như mình nha. Vào file và phần chỗ này. Ở phần địa chỉ URL mình sẽ để một cái link cho các bạn để điền vào đây. Sau khi đi vào xong các bạn sẽ bấm OK. Tiếp theo, các bạn sẽ chọn đúng cổng cơm của con FB32 của mình và sau đó bấm vào mũi tên để nạp lên con FB. Quá trình nạp thì cũng khá là lâu. Nó hiện lên một cái thông báo đo như thế này là đã nạp xong. Rồi các bạn mua thêm một cái màn hình 0.91 inch và một module encoder. Cái phần đấu dây thì mình làm hơi nhanh nhưng mà sẽ có sơ đồ rất là dễ thôi. Bốn chân hàng rào phía trên này sẽ được sử dụng để hiển thị màn hình OLED gồm hai chân tín hiệu D21 và D22. Kế bên là hai cộng dây nguồn. D34 sẽ là chân tín hiệu của cảm biến encoder. Bạn có thể sử dụng pin sạc dự phòng để cấp nguồn cho module này và khi màn hình OLED hiển thị lên như thế này á là coi như là đã nạp code thành công. Rồi bạn sử dụng một chiếc điện thoại, sau đó mình sẽ kết nối wifi với con FB. Nó có tên là Dino RC Mini, nhập mật khẩu 8 số 0 vào. Sau đó nhấn kết nối. Sau khi kết nối thành công, các bạn vào một trình duyệt và nhập cái địa chỉ IP mà con FB đưa cho bạn. Nó sẽ ra được một cái giao diện như thế này. Sau đó các bạn tiến hành kiểm tra giao diện. Kiểm tra cảm biến. Khi mà các bạn thấy số được nhảy trên trang web thì coi như đã thành công. Chúng ta sẽ tiến hành đến bước lắp ráp. Rồi, các bạn hàng bỏ chân hàng rào và hàng dây trực tiếp lên trên này luôn. Và đây là bộ kit, mình sẽ để file in 3D trong phần mô tả video luôn nha. Các bạn nào có máy in á thì có thể download và tự in tại nhà. Còn những bạn nào không có thì có thể lên shop của mình để mua.
Sau khi mà lắp đặt xong thì mình sẽ sử dụng hai thiết bị. Thứ nhất là một cái máy khoan pin có hai cấp tốc độ 460 và 1800. Mình sẽ sử dụng thiết bị đo vòng quay để kiểm tra cái máy khoan pin này. Với tốc độ cao nhất là 1800 vòng một phút thì mình đo ra được hơn 1600 vòng. Điều này cũng khá là dễ hiểu do pin của mình đã sử dụng khá là lâu rồi. Cấp tốc độ thứ hai là 460 vòng thì mình đo ra được hơn 400. Đây là một kết quả khá tốt. Mình sẽ sử dụng hai thiết bị này để làm chuẩn và căn chỉnh cho thiết bị Dyno RC Mini của mình. Bước đầu tiên để sử dụng cái Dyno RC Mini này là các bạn phải đo được cái đường kính của vật tiếp xúc. Trong trường hợp này là cái đầu của mũi khoan, mình đo được là 42.2. Cái số này càng đúng thì cái RPM càng chuẩn xác. Sau khi mà nhập xong thì mình sẽ tiến hành test trực tiếp trên cái con lăn. Khi con lăn quay á, thì nó sẽ trả về cái giá trị km/h RPM thực tế. Giá trị RPM thực tế các bạn có thể xem nó đang dao động từ 1.600 đến 1.700. Và cái RPM max của mình hiện tại là 1.700, tốc độ là 13-14 km/h. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua mắc độ thứ hai. RPM tối đa là 450, khá là xích sao với cái thiết bị đo vòng quay. Sai số thì mình nghĩ tầm 1%. RPM khá chuẩn rồi, bây giờ mình sẽ test thực tế với xe. Đây là chiếc MN82, một chiếc xe mình đã từng review và cũng đã từng đo tốc độ bằng GPS của nó rồi. Tốc độ GPS của con MN82 này á là khoảng 5 km/h. Đầu tiên thì mình sẽ phải đo đường kính bánh xe này. Đường kính bánh xe này hiện tại là 60mm. Mình sẽ nhập vào ứng dụng 60mm, sau đó là cập nhật. Bấm reset các giá trị về 0. Và như vậy là thiết bị của mình đã đo được là 5 km/h cho con MN82 này. Một kết quả khá chuẩn. Ngoài giao diện trên website ra thì các bạn còn có thêm một cái giao diện trên màn hình OLED nhỏ nhỏ này nữa. Tốc độ tối đa nó hiển thị ở mắt là 5 km/h. Mình sẽ kiểm tra với những cái chiếc xe khác nha. Như vậy là thiết bị của mình đã hoạt động ổn định và có mức độ chính xác rất cao. Đây là thiết bị phức tạp nhất từ trước đến giờ mình từng làm. Và còn rất nhiều thiết bị RC rất là thực dụng. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn và tạm biệt các bạn. Mình là YT RC.